mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân duyên giữa tôi và Bồ Tát. Việc này xảy ra vào cuối năm 2003. Lúc đó tôi làm hướng dẫn du lịch tại công ty Tam Á ở Hải Nam. Hàng ngày tôi phụ trách lái xe đưa rước khách, chở họ tham quan đảo hay các thắng cảnh. Lúc đó tôi rất ưa tụng chú Đại Bi. Mỗi khi lái xe, tôi thường mở đĩa tụng chú Đại Bi. Các du khách cũng rất thích nghe, đặc biệt là những người già, họ càng ưa dữ. Ngày ngày tôi mở nghe không biết chán. Đối với tôi mà nói, chẳng cần học thuộc chi, tôi nghe mãi đến nhuyễn dừ, cũng thường lẩm nhẩm tụng theo nơi miệng. Đây có lẽ là thiện căn nhiều kiếp. Có lần tôi đi du ngoạn phố cổ Phượng Hoàng ở Hồ Nam và ở chơi tại đây 3 ngày, sau đó chuẩn bị ra phi trường đáp máy bay. Sáng hôm đó khí trời không tốt, mưa xối xả. Tôi bận lo thuê xe, tài xế đòi giá 350 đồng. Sau đó chúng tôi cùng đi ra phi trường. Dân Hồ Nam ai cũng biết, tuy cảnh ở đây có núi non xinh đẹp, nhưng nếu mưa lớn sẽ tạo thành chướng ngại tai ách cho lữ khách. Nghĩa là lái xe mà gặp lúc trời mưa thì cực kỳ nguy hiểm, vì bùn đá trên núi chảy xuống sẽ gây sạt lở hoặc làm tắc nghẽn đường. Không những cản trở giao thông mà còn làm cho xe tan người mất. Tôi là khách viễn phương nên đâu có rành gì chuyện ở đây. Hễ lên xe rồi thì ngồi nhắm mắt lại, lòng không ngừng tụng chú Đại Bi. Tôi rất ưa tụng chú, không có bất kỳ mục đích chi, cũng chẳng để cầu chi, chỉ tụng theo thói quen, hễ rảnh là tụng vậy thôi. Cũng chẳng hề biết là tụng chú sẽ đem đến cho tôi điều gì hay hơn. Tóm lại, mang tâm tư hoan hỷ, tôi cứ tụng chú Đại Bi không ngừng. Cũng có thể nói là có lẽ chú Đại Bi đem đến cho tôi cảm giác bình an, khoái lạc. Thế thôi. Từ phố cổ Phượng Hoàng đến phi trường đi mất 3 tiếng. Khi xe rời Phượng Hoàng được 40 phút thì xảy ra chuyện. Do đất cát trên núi bị mưa lớn tạo thành dòng chảy mạnh mẽ, khiến đất đá rơi ào ạt xuống, còn nhắm thẳng vào xe chúng tôi công phá, khiến mặt trước và sau của xe đều mớp nát. Kính xe bị vỡ, xe hư hại nghiêm trọng, nhưng may mắn là tôi và tài xế bình an. Lúc đó trong lòng tôi hoàn toàn không có chút sợ hãi, còn nghĩ thầm, hôm nay số mình thật hên, gặp đại nạn hiểm ác mà thoát khỏi, không bị mạng vong. Vài năm sau, nhờ nghiên cứu Phật Pháp mà tôi hiểu rõ, té ra không phải số tôi may, gặp đại nạn được thoát chết, mà chính nhờ Bồ Tát Quan Âm đã âm thầm gia hộ. Ngài biết bệnh tôi có nạn này và đã cứu sống chúng tôi. Vì trong chú Đại Bi từng giảng, Bồ Tát Quan Thế Âm phát đại nguyện cứu chúng sinh. Khi đó, Ngài từ sơ địa thăng lên thập địa, ngàn mắt, ngàn tai là biểu hiện cho lòng đại bi, đại từ của Bồ Tát Quan Âm. Nhìn thấy chúng sinh ở đâu bị khổ nạn, thì Ngài đến đó trợ giúp. Trong kinh nói, nếu ai chí thành tụng chú Đại Bi, thì sẽ luôn được Bồ Tát Quan Âm gia hộ. Điều này là ngàn chân muôn thật, tuyệt đối chẳng nên hoài nghi. Có lẽ bạn không tin và cho đó là tình cờ mà tôi được bình an. Vậy thì tôi xin kể một chuyện nữa để chứng minh là Bồ Tát có ngó đến tôi. Chuyện mới xảy ra gần đây. Con gái tôi thì lên cao trung, tuy thành tích học tập thuộc loại trung bình, nhưng nó rất chăm học và có chí. Nó luôn ao ước mong được thi vào ngôi trường nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vì chúng bạn hiền lương, phẩm hạnh cao, chim nương loan phượng cũng bay xa. Nếu gặp môi trường hoàn cảnh tốt thì việc học tập và phẩm hạnh sẽ được thăng hoa. Trước lúc thi, con gái tôi hướng giáo sư chủ nhiệm trình bày chí nguyện và điền tên ngôi trường nó muốn thi vào là Trung học Chuyên khoa Thượng Hải. Đây là một ngôi trường nổi danh, tiêu chuẩn tuyển sinh rất cao, rất khó thi vào. Giáo sư vừa xem qua đã trợn mắt kinh ngạc. Ông dòm nó từ đầu tới chân, rồi bảo:
chắc trò bị điên rồi. Thành tích học tập bình thường như trò, không có vào nổi trường này đâu. Vì vậy, ông thẳng thừng từ chối. Nhưng con gái tôi không chịu thua. Nó lại điền tên một trường khác, cũng ở trung tâm thành phố, nhưng tiêu chuẩn chiêu sinh cực kỳ khắt khe và khó hơn ngôi trường trước đó nữa. Trường này hoàn cảnh học tập cực kỳ thượng đẳng, quy tụ nhiều giáo sư giỏi, phẩm hạnh tư cách rất cao. Đã có rất nhiều danh nhân xuất sinh từ trường này, nhiều gia tộc tiếng tăm lẫy lừng cũng cho con theo học trường này. Giáo sư chủ nhiệm thấy nó ghi như vậy thì nghĩ là bệnh điên của nó đã hết thuốc chữa, bèn phán: "Thôi được, cho trò tội nguyện. Dù sao ta dám khẳng định là trò chẳng thi vào đây nổi đâu. Nhưng thôi, cứ cho trò mơ mộng hảo quyền một chút vậy. Có tôi không cũng ráng mà chịu nghe." Con tôi về nhà, lòng rất không vui. Nó ức ức khóc kể với tôi: "Ba ơi, giáo sư chủ nhiệm khinh thường con. Ông cười nhạo khi thấy con ghi tên mình vào ngôi trường đó. Nhưng thực sự là con có cố gắng, con đã phấn đấu không ngừng mà." Tôi vỗ về an ủi nó: "Con gái cưng à, cổ nhân thường nói có chí thì nên. Con có hoài bão cao thì chịu khó siêng năng học tập, bà nghĩ nhất định sẽ được như ý nguyện mà. Đây gọi là đạo trời bù đắp cho người có lòng. Bà hứa sẽ hỗ trợ vì con làm nhiều việc thiện, rộng tích âm đức để hồi hướng phúc lành đến cho con." Suốt thời gian con bé thi, tôi giữ đúng lời hứa. Thường ngày cứ 2 giờ sáng là tôi thức dậy tụng kinh niệm Phật. Nhưng mấy ngày này tôi phải vì con bé cung kính tụng kinh Kim Cang, nguyện đem công đức này đặc biệt hồi hướng cho nó. Bởi kinh Kim Cang là khai mở đài trí huệ. Tôi hy vọng con gái mình sẽ tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc huệ, được Phật gia hộ. Vào khóa tụng tối, tôi chí thành tụng chú Đại Bi, nhất tâm nhất ý cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho con bé, khiến nó được toại nguyện. Một tuần trước khi có kết quả thi, tôi nằm mơ thấy Bồ Tát Quan Âm báo mộng nếu con tôi thi được 597 điểm. Sáng ra, tôi lập tức báo tin mừng này cho vợ và con hay. Bọn họ chẳng ai chịu tin. Con gái tôi còn nói: "Lần này thi đậu hay không, con chẳng dám nghĩ tới nữa. Vì môn văn con làm không đạt lắm. Có thể điềm mộng này là trái ngược với thực tế đó ba." 7 ngày sau, con tôi lên mạng kiểm tra điểm thi, trong lòng cực kỳ lo sợ, tim nó đập như trống trận. Có thể dùng câu "đảm chiến tâm kinh" diễn tả nỗi hồi hộp giống như ra pháp trường để mà hình dung. Nhưng nó đã thấy rõ trên màn hình vi tính điểm số mình hiện ra rất cao, môn ngữ văn dư hơn 15 điểm. Tôi bảo: "Con mau lấy bản tính ra cộng hết lại thử coi." Sau một hồi cộng tính, đúng y chang 597 điểm, không thừa không thiếu. Tôi vội nhắc: "Nè, con có nhớ tuần trước bà đã thông báo cho con kết quả như vậy rồi đúng không? Bồ Tát Quan Âm đã báo mộng nói con thi đậu được 597 điểm mà." Lúc này hai mẹ con cùng ngây người một lúc, sau đó thì mừng vui cực điểm. Cả nhà vui đến không thể có gì diễn tả được. Bởi nguyện vọng thi vào trường cao cấp ở trung tâm thành phố của con bé đã đạt thành. Con gái tôi mừng đến nỗi không thành lời, nó cứ ấp a ấp úng: Ba ơi!" Tôi bảo: Con mau đến lễ tạ Bồ Tát Quan Thế Âm đi." Cả nhà chúng tôi vội vàng đi thắp hương lễ bái. Tôi lễ ngài trăm lại, bày tỏ lòng tri ân vô cùng. Bản thân tôi hàng ngày niệm Phật 15 tiếng đồng hồ. Khóa tối thì đọc văn phát nguyện của chú Đại Bi, sau đó tụng năm biến chú Đại Bi, rồi niệm A Di Đà Phật, tiếp theo là niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Trên đời này không có may mắn nào vô duyên vô cớ. Con người ta gặp lúc quan trọng, nếu không nhờ phúc đức mình gia hộ cho thì chỉ có nương vào quý nhân tương trợ. Tôi là một phàm phu nhiều tội lỗi, nghiệp chướng sâu nặng, phúc mỏng huệ bạc. Nếu không có Bồ Tát Quan Thế Âm cứu
thì mạng tôi sớm đã đi đời, trôi lăn trong ác đạo thọ khổ. Hiển nhiên có thể thấy, quý nhân của tôi chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây cũng thực sự chứng minh uy thần oai lực không thể nghĩ lường, ngàn xứ cầu, ngàn xứ ứng, tùy từ độ khắp chúng sanh trong biển khổ của Bồ Tát. Tôi đem kinh nghiệm có thật của mình chia sẻ là mong các pháp lữ đối với Bồ Tát Quan Thế Âm tăng thêm lòng tin, gặp thời điểm quan trọng, nguy cấp, hãy chí thành, khẩn cầu Ngài gia trì cho, phải tin sâu không nghi, dốc lòng niệm danh Ngài để dẹp trừ tạp niệm, vọng tưởng, giúp tâm trong lặng thành một phiến, không nên có tạp niệm loạn cuồng. Trong Kinh Đại Bi có giảng, nếu người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi có thể giúp tiêu trừ 100.000 vạn ức kiếp sinh tử tội nặng, lúc lâm chung, tùy duyên vãng sinh, thậm chí có thể đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu lời nguyện này không viên mãn, Ngài tuyệt chẳng thành Phật. Người phát nguyện hàng ngày tụng khoảng 5 biến chú Đại Bi lúc lâm chung mà đọa vào 3 nẻo ác, Ngài vĩnh viễn chẳng thành Phật. Bồ Tát Quan Thế Âm thực ra sớm đã thành Phật, hiệu là chính pháp minh Như Lai, lời Ngài hoàn toàn chân thực, không dối. Cư sĩ Lâm Long Đạt. Lời người dịch. Bài viết này thật cảm động. Trong đây tràn đầy lòng từ bi Phật dành cho chúng sinh và tình cha thương con. Nếu bạn muốn nói là Phật tử, vì sao đợi chúng sinh kêu cầu niệm danh mới cứu? Cũng giống như mặt trời mặt trăng tỏa ánh sáng dành cho tất cả, nhưng ai muốn đón nhận thì phải mở cửa. Nếu cứ đóng chặt cửa thì ánh sáng không thể chiếu vào. Các đài phát thanh, truyền hình, kinh nào cũng chiếu, phát cho ta xem, nhưng ta phải bật đúng tần số mới xem được. Tương tự vậy, muốn giao cảm với chư Phật Bồ Tát thì phải niệm danh. Trong thời gian niệm đó, tâm ta tạp loạn ngừng, trí thanh tịnh, thì việc kết nối giao cảm với chư Phật mới được dễ dàng. Đó là lý do phải niệm danh Ngài là vậy. Còn người cha trong đây là một đệ tử Phật điển hình. Thông thường, nếu người không biết đạo, thường chạy theo vật dục tài sắc và ít quan tâm đến con cái gia đình. Nhưng người cha trong đây, ngoài việc tự tu niệm, còn rất quan tâm thương yêu con. Con đi thi, cha phát nguyện tu thân hành thiện tạo phúc, tích âm đức để hồi hướng cho con. Vì vậy khi thành đệ tử Phật, đời sống con người dù chưa xuất gia vẫn hạnh phúc nhiều, vì nhờ quyết tâm giữ gìn giới cấm, chồng vợ cư xử thủy chung, gia đình thuận hòa êm ấm, cuộc sống chan chứa tình yêu thương. Do không tạo ác, trong lòng thuần thiện, nên họ được hưởng lạc ngay trong hiện đời. Đây chính là lợi ích của những gia đình Phật hóa. Ha ha ha,